Chào các bạn nhé, hôm nay trên Hải Phòng sẽ quay cho các bạn một cái đoạn video giới thiệu cho các bạn về cái đường máng nước. Cái đoạn đường máng nước này thì từ ngã tư Tôn Đức Thắng máng nước đến đường tỉnh lộ 351, thì đường này là kết nối giữa cái nút giao Nam Cầu Bính, ngã tư Cơ Điện, đường Tôn Đức Thắng, và nó tạo ra một cái kết nối giao thông trong một cái không gian đô thị hiện đại của thành phố Hải Phòng và mở ra một cái hướng phát triển mới của huyện An Dương trong tương lai. Trước đây thì tuyến đường này rất là bé, bụi bặm. Tuy nhiên thì thành phố đã có cái dự án cải tạo và nâng cấp mở rộng đường máng nước với chiều dài lên đến 4,3 km, bề rộng nền đường là 21m và cải tạo nâng cấp mở rộng về hai phía. Rồi vận tốc thiết kế cho các cái phương tiện giao thông đi ở tuyến đường này là 50 km/h. Tổng mức vốn dự án đâu đó lên đến 379 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nó đã mới hoàn thành vào trong cái đầu năm nay rồi. Đường máng nước thuộc huyện An Dương và thuộc địa phận xã An Đồng và thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng. Đường máng nước này thì khởi điểm từ cái điểm giao với các đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh và chạy dài kết thúc trên đường Phan Đăng Lưu. Cái tuyến đường này có chiều dài khoảng 4,2 km các bạn ạ, chính xác là 4,2 km. Thì ở trên tuyến đường này thì có một số những cái điểm khá là nổi bật mà nếu mà các bạn đi qua thì các bạn có thể nhìn thấy những cái điểm nổi bật của tuyến đường này. Ví dụ như là siêu thị Điện Máy Xanh, siêu thị Thế Giới Di Động, nhà hàng Hương Sen, rồi đặc biệt là chung cư Prusa Thao An Đồng. Đây là một trong chung cư đầu tiên của tập đoàn tài chính Hoàng Huy xây dựng để dành cho những người có thu nhập thấp đó. Và trên đường này thì còn có trụ sở của Ủy ban nhân dân xã An Đồng, rồi trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng với cái tòa nhà mới được xây dựng khá là đẹp. Đó, thì đường máng nước là cái cửa ngõ chính kết nối giữa trung tâm huyện An Dương đến trung tâm thành phố và các cái tuyến giao thông chính. Trên đường thì dân cư phân bố rất là đông đúc, nói chung là cuộc sống khá là văn minh, cơ sở tầng rất là phát triển trong một vài năm gần đây. Nằm rải rác trên đường ấy thì có rất nhiều những cái nhà hàng lớn, rồi các cái khu vui chơi, nói chung đáp ứng đầy đủ mọi cái nhu cầu của người dân. Và đây là một trong cái tuyến đường được đầu tư và phát triển nhất của huyện An Dương. Tuyến đường này thì nó đã góp phần lớn vào cái kết cấu hạ tầng giao thông cho phù hợp với cái quy hoạch phát triển chung của thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực một cách ổn định và bền vững và đảm bảo cái điều kiện giao thông vận tải thuận tiện, an toàn để thúc đẩy cái sức hút, cái thu hút cái vốn đầu tư trong cái khu vực trọng điểm công nghệ cao phía Tây của thành phố với cái không gian phát triển là khu công nghiệp cao tại huyện An Dương như là Tràng Duệ, Nomura, khu công nghiệp An Dương, An Hưng Đại Bản. Đồng thời nó kết nối với dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cái nút giao Nam Cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng đường máng. Đấy, thì nó rất là tuyệt vời. Thì cách đây không lâu thì Bộ Nội vụ đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về cái sự cần thiết để điều chỉnh lại cái địa giới đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng cái địa giới hành chính của quận Hồng Bàng và thành lập quận Hải An thuộc thành phố Hải Phòng. Được biết thì cái phương án mà điều chỉnh cái địa giới hành chính của thành phố Hải Phòng ấy là sáp nhập 3 xã gồm Đại Bản, An Hồng, An Hưng của huyện An Dương ấy thì sáp nhập về với quận Hồng Bàng, đồng thời sẽ thành lập quận An Dương. Thì năm 2022 ấy, thì huyện An Dương đã thực hiện giải ngân vốn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 100% kế hoạch, tương đương đâu đó khoảng 572 tỷ đồng. Rồi An Dương cũng đã hoàn thiện tất cả các cái thủ tục hồ sơ các cái dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 4 xã là Đại Bản, An Hưng, Tân Tiến, Bắc Sơn. Đấy, và huyện cũng đã hoàn thành kiểm kê phục vụ cái phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các cái dự án nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng máng nước rồi quận quốc lộ 5 tại xã An Đồng ấy. Rồi cả một cái dự án là mở rộng khu công nghiệp An Dương nữa. Thì trong cái công tác quy hoạch thì huyện đã phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của thành phố để hoàn thiện thủ tục thu hút đầu tư mở rộng cái khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng thêm 200 hectare và hoàn thiện cái thủ tục đầu tư mới hai cái cụm công nghiệp Lê Thiện Đại Bản đâu đó khoảng 70 hectare và cụm công nghiệp Tràng Duệ 60 hectare nữa. Nói chung là huyện đã thu hút với hơn 15 cái dự án phát triển nhà với tổng diện tích là 275,6 ha. Trong đó thì có 14 dự án nhà ở thương mại tại các xã An Đồng, An Hồng, Bắc Sơn, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Tân Tiến
và thị trấn An Dương, cũng như là một cái dự án nhà ở xã hội tại thị trấn An Dương và xã An Đồng cũng như là xã An Thái. Ngoài ra thì huyện cũng đã hoàn thành chủ trương để sắp xếp 16 đơn vị hành chính xã để thành lập 16 đơn vị hành chính cấp phường. Thì cái việc mà chuyển đổi từ huyện An Dương thành quận An Dương ấy thì nó sẽ làm thay đổi cái diện mạo của khu vực An Dương này, và điểm nhấn sẽ là các cái đô thị thông minh có các cái kết nối đồng bộ hạ tầng về kỹ thuật, về xã hội của các cái khu đô thị mới này. Từ đó thì chắc chắn là cuộc sống của người dân nơi đây sẽ được nâng cao lên rất là nhiều. Đấy, và thời gian thì huyện An Dương sẽ được lên quận vào năm 2025, tức là khoảng 2 năm nữa. Chính vì những cái thông tin này ấy, thì có rất nhiều những cái nhà đầu tư đã rót vốn vào bất động sản ở khu vực An Dương này. Đấy, nó đã thu hút được rất nhiều cái sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản. Thì chúng ta đã biết vài năm gần đây ấy, thị trường bất động sản Hải Phòng đã đón được cái làn đầu tư rất là lớn. Hàng loạt các cái dự án khu đô thị mới được triển khai xây dựng bởi các cái nhà đầu tư lớn như là Vingroup, Him Lam hay là Glesimco. Nói chung thì An Dương thì cái giá trị bất động sản tại đây cũng tăng lên, thì nó là một cái xu hướng tất yếu thôi, và nó mở ra cái cơ hội cho các nhà đầu tư mà nắm bắt được cái thời cơ tại thị trường bất động sản có rất là nhiều những cái tiềm năng như bây giờ. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này khi mà nền kinh tế đi xuống rồi thị trường bất động sản cũng sụt giảm một cách nhanh chóng, thì quan điểm cá nhân của tôi đây chính là một trong những cái thời điểm, những cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư, những người mà đang có tiền mặt sẵn ấy, để có thể mua và đầu tư tại huyện An Dương. Và chắc chắn rằng trong 2 năm tới thôi, thì khi mà huyện An Dương lên quận rồi, thì cái giá đất, bất động sản, tất cả mọi thứ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cùng với cái chu kỳ phát triển của thị trường bất động sản thì chắc chắn 2-3 năm nữa, cộng hưởng với việc huyện An Dương lên quận, thì đây là cái cơ hội lớn để cho các bạn, các anh chị, các nhà đầu tư mà có tiền thì hãy đầu tư vào khu vực huyện An Dương nhé. Nói chung thì mặt bằng đất của các cái dự án tại huyện An Dương thì cũng tăng vào khoảng 12-14 triệu đồng một mét vuông rồi. Nói chung thì cái dư địa tăng giá bất động sản tại An Dương thì còn khá là nhiều, và nhiều nhà đầu tư ấy thì họ có cái xu hướng mở rộng quỹ đất đầu tư bằng cách là dịch chuyển về phía khu vực An Dương này. Bên cạnh cái việc mà dư địa tăng giá ấy, thì cái động lực hút cái giới đầu tư bất động sản vào khu vực An Dương này đó là cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Trong đó thì có cái việc mở rộng nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B và cải tạo các tuyến đường liên huyện, liên xã theo cái tiêu chuẩn đường phố đô thị mới ấy. Thì thị trường bất động sản An Dương ấy sẽ phát triển hướng tới một cái nhu cầu thật, nhu cầu sử dụng thật tại cái địa phương này. Thì đây cũng là một trong những lý do mà những cái nhà đầu tư sẽ rót vốn và đã rót vốn vào đầu tư tại bất động sản An Dương. Tất nhiên trong thời điểm này thì thị trường bất động sản đang trầm lắng, nhưng trong 2-3 năm tới thì chắc chắn rằng sẽ phát triển rất là mạnh. Đấy, và đây là cơ hội cho các bạn. Thì tuyến đường máng này là một trong tuyến đường mà đẹp nhất, quan trọng nhất của huyện An Dương. Thì trong video này thì chúng tôi giới thiệu cho các bạn một chút thông tin về tuyến đường này và quay toàn bộ cái cảnh flycam ở trên tuyến đường máng nước này để cho các bạn thấy được toàn bộ cái khung cảnh và cái viễn cảnh của huyện An Dương. Đây là một trong những cái video mới nhất mà tôi quay về tuyến đường này. Thì nếu các bạn có nhu cầu muốn xem thêm những cái khu vực, những địa điểm nào của thành phố Hải Phòng thì đừng ngần ngại mà comment xuống bên dưới nhé. Thì trên Hải Phòng sẽ đi quay để giúp cho các bạn có những cái góc nhìn mới về thành phố Hải Phòng thân yêu của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.